Cây nhất chi mai này sau khi sang chậu mới thực sự là rất đẹp, phù hợp với không gian của rất nhiều người chơi nhất chi mai. Mà cây này thì cũng sẽ nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024 này. Tôi xin kính chào các bạn. Video này tôi sẽ giới thiệu với các bác kỹ thuật trồng cây hoa nhất chi mai vào cái thời vụ tốt nhất trong năm, và chứng minh cho các bác rằng là trong cái trồng cây nhất chi mai á, nó có 3 thời điểm trồng tốt. Thời điểm thứ nhất là cuối tháng 10 cho đến tháng 11. Thời điểm thứ hai là đầu tháng 12, chính là thời điểm này. Hôm nay thì là ngày mùng 4 tháng 12 âm lịch. Và thời điểm thứ ba là sau khi cây hết hoa, nó thường rơi vào nửa đầu tháng giêng năm sau. Thì tại sao trồng nhất chi mai đợt này lại là tốt nhất? Là vì cái sức cây nó bắt đầu nứt ra những cái nụ này, và đầu mầm lọc rất là khỏe mạnh, tất cả đều trên cây, thì chứng tỏ là cây nó đang chuyển trạng thái từ ngủ nghỉ sang trao đổi chất và đánh thức cây đấy. Thì ta trồng thời kỳ này á, cây nó sẽ ít bị chột, do vậy mà nó nhanh phục hồi. Và với những cây mà chơi hoa Tết á, thì là nó không ảnh hưởng đến cái quá trình ra hoa của cây, cũng như là cái vẻ đẹp, độ bền của bông hoa. Bên cạnh cái sức cây như vậy thì thời tiết thực sự rất là lý tưởng. Còn 20 ngày nữa sẽ là tiết lập xuân của 2024 đấy. Những ngày này các bác có thể quan sát ngoài đồng ruộng là nó cây dại rồi, cỏ rồi, cây trồng chung của chúng ta nó bắt đầu chuyển cái trạng thái từ cái mùa đông cằn cỗi sang đón cái tiết trời lập xuân rất là thuận lợi cho cây, nó bắt đầu một cái chu kỳ sinh trưởng mới. Thì thời kỳ này bác có thể trồng cây giống, trồng cây nhỏ, trồng cây phôi, và nhất là trồng cái cây thành phẩm để bác chơi Tết. Bác cũng có thể trồng cây dễ trần, trồng cây có bầu đều tốt, hoặc là bác đào cây từ đất vườn lên trồng, bác có thể thay chậu. Tôi ví dụ các bác, hiện ngay bây giờ là trưa ngày mùng 4 tháng 12 năm 2023 âm lịch ấy, thì thời tiết thực sự là quá lý tưởng để trồng cây nhất chi mai. Nó không mưa, không nắng và cũng không gió luôn. Nhiệt độ thì là 22 độ, cực kỳ là lý tưởng. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu các bác phần công việc để chúng ta trồng cây nhất chi mai đạt yêu cầu nhất. Công việc thứ một là cái chuẩn bị. Thì đây là một cây mà tôi chuẩn bị để mà trồng sang cái chậu mới đẹp hơn. Bởi vì các bác quan sát đấy, đấy là cái chậu này nó bị vỡ một cách tự nhiên do nó là đồ nhựa kém chất lượng. Và thậm chí là tôi phải lấy ni lông để mà tôi bịt bọc chờ đến cái thời điểm này tôi trồng để nó đạt được cái yêu cầu cây nó tốt nhất. Còn nếu bác có tất cả những cây nhất chi mai, thậm chí những cây bác mới mua về vận chuyển đi xa, thì bác đều có thể trồng vào thời điểm này được. Chuẩn bị tiếp theo là chuẩn bị chậu. Thì tùy thuộc vào mục đích của bác trồng, nếu như bác mà trồng cây nhỏ để mà bác làm phôi ra hoa cho những năm sau, thì bác có thể chọn những cái loại chậu bình thường. Còn nếu trường hợp mà bác trồng cây mà thành phẩm thì bác nên chọn những cái chậu đẹp. Đây tôi ví dụ là cái chậu này tôi vừa mua sáng nay đây. Mẫu chậu này nó cũng khá là mới, vì là nó vuông nhưng nó lại có cái chân này đấy, được cách tân, nhìn nó cũng khá là đẹp. Thế còn cái màu sắc thì với những cây mà thành phẩm chơi Tết thì bác không nên trồng màu trắng, bởi vì cái ý nghĩa tâm linh nó cũng không tốt. Cái điểm thứ hai nữa là nó sẽ loãng với màu hoa mai trắng, cho nên là nó không tôn được cái vẻ đẹp của những bông hoa nhất chi mai. Chuẩn bị tiếp theo là chuẩn bị cái giá thể trồng, tức là đất trồng ấy. Thì đây là tôi có một cái hỗn hợp trồng này gồm 3 thứ. Thứ nhất là đất phù sa, tôi lấy được và tôi đã phơi rất là khô ở một cái cánh đồng người ta trồng khoai tây, quá là lý tưởng để mà trồng nhất chi mai. Thứ hai nữa là xỉ than. Đấy. Thứ ba nữa là vỏ trấu, vì là tôi không có sơ dừa cho nên tôi dùng vỏ trấu cũng rất là tốt.
Nhất là cái vỏ trấu này nó có tác dụng là xua đuổi cái con giun và những con sê nhớt, bởi vì cái vỏ trấu này nó sắc cạnh cho nên là những cái động vật thân mềm ấy nó rất là sợ. Sang nội dung thứ hai là thực hành trồng cây. Thì đây căn cứ vào cái cây của bác có. Ví dụ như cây của tôi là tôi sang chậu cho nên nó có bầu đất cũ này, nó có chậu cũ này. Còn bác có thể mua những cái cây người ta bóng bầu, bác tách bầu ra, hoặc những cây dễ trần thì bác cũng kiểm tra, cắt bỏ những cái đầu rễ bị vỡ dập thì sau này cái rễ non mới nó ra sẽ thuận lợi hơn. Đi vào cái cây này á thì các bác quan sát thấy đây là một cái chậu nhựa này. Đấy, nó rất là nhanh hỏng. Tôi trồng vẫn chưa được một năm đâu thế mà nó đã bị hỏng như thế này rồi. Nên là tôi sẽ chuyển sang cái chậu này. Cái cây nó vừa đẹp mà nó lại thêm dinh dưỡng. Độ bền của chậu này nó lại cao, chúng ta có thể trồng và chơi cây nhiều năm. Thì tôi sẽ tách bỏ cái chậu cũ ra. Khi tách cái chậu nhựa ra thì tôi được một cái bầu đất hoàn toàn nguyên vẹn như thế này. Mời các bác quan sát nhé. Đấy. Có một số cái hệ rễ là nó ra ngoài thành chậu. Thế nhưng với cây này thì tôi đánh giá là đất cũ của nó cực kỳ là thông thoáng và giàu dinh dưỡng. Cho nên là cái việc bộ rễ nó lan ra cái thành chậu này rất là ít, thì chứng tỏ là cây này trước đây tôi trồng cái giá thể nó rất là thích hợp. Với những cái đất trồng mà không đặt, chẳng hạn như là nó bị bí chặt hoặc là nó chai cứng, thì thường bộ rễ nó sẽ chui ra bên thành chậu này rất nhiều để nó lấy oxy, nó lấy nước. Sau đây tôi sẽ ướm vào cái chậu mới. Khi đưa vào thì cái bầu cũ gần như là nó lọt đều vào trong lòng của cái chậu mới. Tuy vậy tôi sẽ gọt bỏ bớt cái bầu cũ này để mà đạt được ba cái mục tiêu. Thứ nhất là cái bầu cũ nó nhỏ bớt đi thì chúng ta sẽ đưa thêm cái đất mới vào. Mục đích thứ hai là giúp cho cái bộ rễ này nó nổi hơn một chút. Vì cây nhất chi mai thì không cần nổi quá nhiều, nhưng bắt buộc bộ rễ phải nổi thì sẽ đẹp hơn. Và mục tiêu thứ ba là riêng cái đáy bầu này là phải bỏ đi. Mặc dù ở dưới là toàn cát thôi, nhưng quá trình chúng ta tưới dinh dưỡng, phân bón đấy, và chúng ta tưới nước, trời mưa nữa, thì ở dưới đáy nó rất hay đọng muối, không tốt cho cây. Nhưng mà phải đảm bảo một cái yêu cầu, đó là quá trình thực hành bỏ bầu nó phải thật là nhẹ nhàng để tránh trường hợp nó vỡ bầu hoặc nó đứt rễ quá nhiều. Mặc dù thời kỳ này thì trồng cây rễ trần không cần bầu đất cũng được, thế nhưng mà đã có bầu như thế này thì chúng ta cũng nên làm cẩn thận. Để sau đây thì thực hành bước tiếp theo là cho cát vào đáy chậu. Trước tiên nó có cái lỗ như này thì chúng ta sẽ dùng một cái miếng xỉ than này, nó rất là thưa thoáng này, ta đặt chè vào đây. Đấy, thì là nước nó có thể thoát qua những cái chỗ thưa này, đồng thời có các cái kẽ hở này rất là tốt, nó sẽ không chảy cát ra ngoài nhưng lại lọc nước rất là tốt. Và sau đây thì tôi cho cát vào. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cho thêm đất và ướm bầu cây vào trong chậu mới. Tôi ướm thử vào được một cây như này các bạn, thực sự là đẹp. Sau khi lên chậu xong thì tôi được một cây như này, thực sự là rất đẹp. Nó còn đẹp hơn so với lại cái nhận định ban đầu của tôi. Để mà có cái vẻ đẹp hoàn hảo á thì tôi sẽ chia sẻ với các bác trong quá trình thao tác trồng. Trước hết là ta đưa cái mặt chính của cây vào phù hợp với mặt chính của cái chậu. Thì đây là mặt chính của cái chậu này. Nó cũng có một cái cành nhất chi mai này. Thế và cái mặt chính của cái cây nó đây. Điểm thứ hai là về cái vị trí đặt cây. Thì thông thường khi mà với những cây thành phẩm, bác không nên đặt nó vào tâm của cái chậu. Và đặc biệt là cái chậu tròn thì bác tuyệt đối không nên đặt vào trong giữa chậu. Ở đây thì tôi đặt nó hơi lệch sang bên phải này. Độ cao của cái bệ rễ cây á thì nó sẽ nổi lên trên mặt chậu như này. Các bác thấy nhìn nó lộ căn ấy,
là nó rất đẹp. Sau đây sang nội dung thứ ba, chăm sóc kiểm tra sau khi trồng. Thì sau khi trồng khoảng 3 đến 4 tiếng thì bác kiểm tra kỹ lại cái kết quả bác trồng bằng cách là bác quan sát bốn phía của cây để đảm bảo nó cân đối hài hòa và nó ở cái vị trí đẹp nhất chưa. Nếu như chưa thì ta điều chỉnh ngay, tránh cái trường hợp là 5-7 ngày sau ta phát hiện trồng sai mới điều chỉnh thì cây nó lại bị trột thêm một lần nữa. Công việc thứ hai là tiến hành tưới nước giữ ẩm. Thì nếu như mà trời không mưa thì bác tưới nước với những cái chậu như này là đảm bảo để mà nước nó chảy xuống cái lỗ thoát nước là được. Công việc thứ ba là tiến hành kiểm tra cây, đánh giá cái mức độ phục hồi và cái khả năng ra hoa của cây. Thì bây giờ là đầu tháng 12 thì đến rằm tháng 12 bác kiểm tra, nếu như mà các cái nụ hoa nó xanh đều xung quanh cành tán thì là đạt. Công việc thứ tư là tiến hành bón phân. Thì nếu như mà đất mới tốt rồi thì trước khi nở hoa một tuần bác tưới nhẹ cho nó một liều Atonic và một liều phân lân đơn cách nhau 3 đến 4 ngày. Thì thưa các bác, là trên đây tôi giới thiệu với các bác kỹ thuật trồng mới cây nhất chi mai trong cái thời điểm thuận lợi nhất của một năm. Tôi xin phép dừng video nhé. Nếu các bác có vấn đề gì cần hỏi thêm thì bác để lại ở phần bình luận. Kính chào các bác.